Hello và hai xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel Blue Game và tiếp tục với series ARK thôi. Như các bạn biết ở tập trước thì chúng ta đã dang dở cuộc hành trình đi Tem Red rồi. Đấy thì lần trước thì do mình chuẩn bị không kỹ càng, vì thế là có thể là xảy ra cái trường hợp là thiếu đạn. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình đã chuẩn bị đạn rồi các bạn ạ. Như các bạn được thấy thì ở đây thì mình đang có khoảng hơn 100 viên đạn mê. Với ở bên mình có để trên cái mít thi ở bên đảo ăn thịt là hình như là 80 viên nữa thì phải. Mình nhớ không lầm thì như thế đấy. Với lại thì con bọ cạp của mình á, nó đã đẻ, nó gọi là nó đã đẻ thêm một cái trứng nữa. Đây có trứng nữa nè, đấy nó đẻ thêm một cái trứng nữa nè. Đấy các bạn có thể thấy thì mình có lên làm một là cái keyboard nữa không nhờ anh em nhờ. Hay da, ui chết 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 chết. Mình nghĩ là mình nên làm thêm một cái keyboard này các bạn ạ, làm cho chắc cú. Mình nghĩ là ba cái là không xi nhê đâu, chắc phải bốn cái ấy. Thì các bạn có thể thấy thì nhà mình hiện tại đang khá là bừa bộn, tại vì như các bạn biết đấy, mình đang gọi là đang sửa nhà đấy, vì thế là khá là bừa bộn. Thì sau này thì mình sẽ phá cái nhà sàn này đi và mình sẽ xây một cái nhà đá nha. Đấy, thì các bạn hãy gọi là các bạn hãy chờ đợi cái ngôi nhà mới của mình nha. Ok, thì cái lò của mình á, gọi là cái lò nấu của mình thì mình đã phá nó đi rồi, vì thế là ngày hôm nay thì bây giờ muốn sử dụng thì phải đi làm lại mà thôi. Đá không nhỉ? Ok. Đây. À, thiếu đá và flint rồi. À, hên quá còn đá này. Flint hả? Flint thì trong con đại bàng còn không nhờ, mình nhớ con đại bàng mình có flint đấy. Không có luôn. Khá là cay ấy nhờ. Đặc biệt là cái khu nhà của mình nó không có, gọi là nó không có cục đá nào mới cay chứ. Các bạn nhìn thấy nhà mình là không có đá luôn ấy. Nếu muốn có một cái cục đá thì phải lặn lội khá là xa, gọi là đi trèo non bảy núi thì mới kiếm được một cục đá đây. Ví dụ như các bạn phải đi tới đây nè. Đấy, đập một cục thì nó mới ra như thế này. Đây, mình làm cái lò. Đấy, các bạn thấy không? Mình để đồ họa mức medium coi khá là đã đúng không? Đây, đây hình như là cái trứng của con Spino, trứng màu đỏ. Nhưng mà mình nhặt cái trứng nó vào thì sợ đi không nổi ấy. Trứng Spino nó nặng lắm. Đây, khúc này thì mình chưa hoàn thiện xong, vì thế là mình quay clip luôn ấy, vì thế nên là còn khá là bất tiện, lên không được này. Bỏ hết sức. Đấy, ok. Thì như công thức để làm cái bao nhiêu nước đây mình sợ không đủ đấy. Rơm này, fiber này, thịt, chúng ta phải gọi là thịt, thịt gì ta, thịt đùi này, thịt đùi xông khói này, trái bắp, hình như là hai trái bắp thì phải, hai trái bắp và một thứ nguyên liệu nữa là trái tím. Trái tím hả? Trái tím giờ đâu ra? Rồi, phải chạy ra đây lấy con trong bò thồ này nữa đây. Mình riết mình quản cái con này không nổi các bạn. Đó, nó đi gọi là đi lung tung hết. Không quản không thể nào mà quản nổi nó được, tại vì nó to xác cái nó bị rất là nhiều con tấn công nó. Vì thế là nó di chuyển, nó dí theo nó đánh những cái con đó, đó các bạn biết rồi. Nó khi mà nó đánh nó đánh một con vật nào đó thì cái đuôi nó sẽ gọi là nó quất đi, nó sẽ target rất là nhiều con. Đấy, vì thế là nó sẽ gây thù chuốc oán rất là nhiều đứa luôn. Nên là bó tay các bạn, bó tay luôn. Cái gì nóng 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 nóng. Nước. Đấy, ok. Một tí nữa thì chúng ta sẽ qua bên kia và xử con T-Rex thôi. Ây da, trong lúc này thì mình có nên làm thêm một vài bình narcotic không nhỉ? Con voi của mình đâu rồi nhỉ? Đừng nói là bị mất tích con voi nha.
Thôi mình nghĩ muốn chắc kèo thì trong lúc ấy thì mình lấy con ngon bottle lại đây mình farm thêm một ít trái cây nữa các bạn. Làm thêm một vài viên đạn mê nữa. Ôi thấy nó đi mà thấy rầu kìa. Các bạn kêu mình làm nhà ở trên con bottle này mình quen gọi là con bottle rồi. À, các bạn kêu mình làm nhà ở trên con proto này á thì các bạn thấy không, nó di chuyển chậm như thế này mình sao mà làm nhà trên nó được. À, di chuyển đúng chậm luôn ấy. Ồ nó quên một lần 200 mấy trái kìa, kinh chưa, khủng khiếp không. Trăm 70 trái này ổn phết đúng không. Ở đây là khu của mình ít nha, còn bạn nào mà sống ở cái khu vực thảo nguyên á, rồi phải gọi là đúng gọi là cái chỗ farm trái cây luôn á. Các bạn chỉ cần dùng nó thôi, các bạn dùng nó quất một lần thôi là khỏi nói, các bạn có thể là có sử dụng dài dài luôn. Ok, làm ba mấy bình nữa thôi. Dưới đây thì chúng ta có thể là đã nấu xong cái kia bộ rồi. Đấy. 4 cái nha. 4 cái ổn rồi đấy. Lấy trái bắp lên. Bắp quý lắm. Đây thì các bạn nào mà đang có ý định là trồng một cái vườn cây kiểu như là để đủ cho cái việc là nấu kia bồ hay là dùng trái cây để tem thú á thì mình khuyên các bạn là nên trồng những cái thứ này thôi. Thứ nhất á, là các bạn trồng cho mình cái cây cà rốt này hả, thứ hai là củ khoai tây đấy, thứ ba là cái trái chanh đó, còn cái cuối cùng nó chính xác là trái trái bắp. Thì chỉ cần 4 loại cây này thôi thì các bạn có thể là đầy đủ rồi, còn những loại cây khác thì các bạn có thể là farm ở ngoài tự nhiên nha. Đó, ví dụ như trái cà rốt này vẫn farm ở ngoài tự nhiên được bình thường, các bạn dùng cái con Thezi á thì các bạn có thể là farm ở ngoài tự nhiên thôi, nhưng mà đặc biệt thì thôi mình trồng cho chắc vậy. Ủa mà không voi của mình đâu rồi ta. Mình đang thấy có sự mất tích đây. Ui nó đi xa vãi nồi. Nó đi ra lúc ngoài đây luôn. Các bạn thấy không, mình đang gọi là quy hoạch lại cái khu nhà của mình. Nếu không thú nó đi lung tung hết thì mình không biết đường đâu mình tìm ấy. Nó đang lên cấp rồi, mình lên cho nó tốc độ chạy đi. Các bạn thấy voi mà chạy ghê gớm không? Không biết thì con T-Rex mình nhốt ở bên đảo ăn thịt thì nó còn hay không nữa các bạn. Mình nghi quá, mình nghi nó không còn bên kia quá. Thì đôi lúc thì nó sẽ còn nhưng mà đôi lúc thì nó sẽ mất nha. Thì mình không hiểu lý do tại sao nữa, lỗi game hay sao ấy. Hút nước đi em ơi. Đấy, khi mà con voi nó hút đầy nước các bạn thì các bạn có thể là vào để tưới cây, nó rất là tiện lợi luôn. Mình khỏi cần dẫn đường ống gì hết. Thì nước á, nước thì các bạn sợ nó hết thôi, nhưng mà trời nó lâu lâu nó vẫn mưa mà, chứ không phải là nó cứ khô hạn hoài đâu. Nên là cái cây của các bạn thì rất là khó để có thể là chết. Trong nhà mình có con rắn nữa kìa. Ok. Đấy, tưới chỉ cần rưới qua vậy thôi là nó sẽ đầy nước thôi, các bạn biết cái lực tưới con voi rồi. Hay quá. Con rắn này hơi bị ứa này. Ui, trâu thế. Chết rồi. Được bao nhiêu bình rồi? Ok. Đấy, chúng ta làm thêm bao nhiêu đẩy đạn nữa là chúng ta có thể là đi được rồi. 4 kia bồ ít 10 nọc sứa. Đấy, ổn rồi các bạn. Ổn rồi đấy. Chúng ta đem theo đạn này để dành đi bắn chơi nhờ. Khi mà chúng ta thời gian chúng ta đợi tem nó thì chúng ta có thể là đi phá phách chẳng hạn. Đấy. Đeo dòng speed vô cho em nó nè.
Ok, lên đường thêm đây. Thì bên phía đảo ăn thịt thì cũng gần nhà mình thôi. Vì thế là mình không có ngại cho lắm. Đấy, rất là gần thôi chứ không có lâu lắc các bạn. Lượn lên. Thấy không, các bạn khỏi cần làm bình acoustic để giữ cái turbo của nó làm gì, để tăng cái turbo của nó làm gì. Các bạn chỉ cần là đi săn cái tuổi sứa ở mé sông này thôi. Thì cái tuổi sứa này phải gọi là cực kỳ dễ dàng luôn. Các bạn chỉ cần là lặn xuống dưới và tụi nó thấy các bạn là tụi nó trồi lên, tự động nó trồi lên thôi. Thì các bạn chỉ dùng vẹt là dùng cung và bắn xuống thôi, nó chẳng làm gì được cả. Đấy, và các bạn đã có một cái lượng nọc sứa để có thể là duy trì cái điểm turbo cho nó. Các bạn mà cái điểm này nó lại là rất là cao đấy chứ. Cái điểm nó cao hơn cái bình acoustic rất là nhiều luôn. Hình như con T-Rex vẫn còn, mình vừa thấy thấp thoáng nó đây. Ôi, lỗi game. Các bạn thấy không? Các bạn có thấy cái gì mình vừa thấy lúc nãy không? Hồi hộp với nồi. Đây, ở đây thì mình vẫn còn 80 mấy viên này. Đúng hồi hộp luôn đúng không? Đó, mình xem nó hồi máu lại chưa nè. Ôi, cái turbo nó vẫn còn chưa tuột này, còn 8.000 này. Ôi, vậy thì ngon quá. Vậy thì nó ngon quyết bao nhiêu. Thì đặc biệt thì cái con này thì nó không thể nào mà nó có thể là làm hư được cái cổng đá của mình nha. Vì thế là các bạn đừng có sợ. Đừng có sợ gì hết. Ây da. Để qua đây mình bắn vô cái đầu của nó. Đầu nó đâu rồi nhờ. Ui, ghê chưa. Núp hả mày. Thì các bạn có thể thấy thì level để có thể làm được cái yên của con T-Rex này á là level 74. Nhưng mà mình vẫn chưa có đạt được level 74, nhưng mà mình có một cái bản vẽ red rồi. Armor khá là cao nha, armor 230 mấy, armor rất là cao luôn đúng không? Đó, nhưng mà các bạn phải cần có 4k sắt, 16k fiber và hình như đâu đó là vài k da. Thì mình mấy nguyên liệu đó thì khá là easy thôi, không có khó để có thể là mình farm đâu. Nhưng mà chỉ tốn thời gian farm một tí xíu thôi. Fiber thì các bạn có thể sử dụng con Tezi với con móng dài ủi đấy đó, các bạn farm một tí là rất là nhiều luôn. Mình chỉ cần ủi vài phát thôi là ra 1k, các bạn tin không? Thì có thời gian thì mình sẽ farm fiber cho các bạn xem. Con Tezi farm đúng đã luôn. Mình chỉ ngại là cái metan thôi. Metan thì 4k mấy thì các bạn phải 8k mà gọi là thô á, thì bắt buộc các bạn phải tem con Akilo. Phải tem Akilo rồi mới có thể là farm tới mức độ đó nha. 4k chứ không phải là ít đâu. Mà làm cái ingress như thế á, thì mình nghĩ là cái giáp nó rất là trâu luôn. Bắn mỏi tay luôn. Đấy, ghê chưa, gầm thét kìa. Nó vẫn còn là gọi là đang gọi là đang chống trả đấy. À, nó vẫn còn đang cạp ấy. Chừng nào mà khi các bạn thấy nó quay đầu quay đầu nó chạy mà nó còn không còn cạp nữa thì lúc đó mới gọi nó sắp ngất xỉu. Liều luôn nè, lại gần luôn nè, đó. Lại gần chọc gan luôn. Ghê chưa. Ôi, 8k mấy máu này. Bắn một lần thì đâu có tốn nhiều máu của nó đâu, nó chỉ lên cái điểm turbo thôi. Ui, ghê chưa. Tí xíu nữa là dính rồi, thấy không. Cái này là một quyết định chính xác của mình nha các bạn. Quyết định chính xác của mình luôn á. Đó, chứ không phải sai lầm nha. Các bạn có thể thấy thì nó rất gọi là rất là hung hãn, và lượng máu của nó, turbo của nó thì cũng rất là trâu bò luôn. Đó, vì thế là các bạn phải làm cái cổng như vậy để nhốt nó lại, nếu không thì mình nghĩ là tem nó hơi bị khó luôn. Ví dụ có mà bắn ngất cái được đi chăng nữa thì nó cũng sẽ chạy xuống dưới biển thôi. Đặc biệt là nó ở cái hòn đảo này mà, nó chắc chắn nó sẽ xuống dưới biển thôi. Ui. Mày hả mày? Tha hồ mà bắn, còn 170 mấy mũi nữa, tha hồ mà bắn tới khi mà hư súng luôn ấy. Ừ, chết rồi không, cái súng mình sắp hư rồi các bạn ạ.
Nói đến hư súng thì bây giờ nhìn lại mới thấy là ủa cái súng mình sắp hư rồi, what the fuck. Không sao đâu, ở đây có cái Mithy mà mình nghĩ Mithy của mình chắc sửa được đó. Không biết thì có tốn khá nhiều metan không, ví dụ mà hai mươi mấy metan thì ở đây làm được. Ngất đi mẹ ơi, đau quá vậy. Chạy đi em ơi, bắn vô đích mày nè. À, nó chạy rồi các bạn ạ, chạy rồi. Mình nghĩ là con này chịu vài phát nữa à. Chết 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 chết. Ôi, cắn được một cái mà sung kìa. Mới cắn được có một cái thôi mà sung gì chị vậy. Ui dở thế nhờ. Đó, nó hiện là sắp hư súng rồi đấy. Mày hả mày quay đầu hả mày quay đầu hả mày. Ui chạy đi đâu em ơi. Mình nghĩ tem con này xong chắc level cũng phải lên là khoảng 100 mấy á. Level nó cộng thêm á các bạn. À, với lại thì mình tem bằng cái keyboard nữa thì cái điểm nó lên rất là nhiều. Mày hả mày bắn vô đùi cho tê đùi cho khỏi chạy. Bắn vô cái đầu nè. Sắp hư súng rồi. Sắp hư súng rồi. Một phát nữa. Hư súng luôn rồi. Hư súng rồi mọi người ơi. Ui, 48 sắc mà ở đây có 46 hả? Chúng ta làm gì bây giờ? Chết rồi. Làm cái lò, bây giờ mình phải làm cái lò. Đúng 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 đúng, mình phải làm cái lò các bạn ạ. À, làm cái lò. À, cần mà ok, làm đá, làm đá. Cho nó ở đó nó nghỉ một thời gian đi. Nấu hai sắt nữa. Gì chứ hai sắt thì được, hai sắt nấu được. Thì ở đây lúc trước thì có một cái lò nhưng mà mình phá cái lò rồi các bạn. Gọi là một phút dạ dột rồi, giữ như bây giờ đang cần mà không có, hiểu không? Hai mươi gỗ. Ok. Lò ơi. Đây. Rồi. Đấy, nấu lên đi em ơi. Để xem nó còn bao nhiêu. Ồ, nó đang tuột này. À, nhưng mà mình không ngại đâu, nó đang tuột nhưng mà để phá một mũi cho nó dừng chạy lại cho nó được. Đấy. Bắn vài mũi cho nó lên lại. Thấy không? Các bạn thấy không? Nó lên lại rồi. Chứ để như vậy nó tuột là không phanh luôn ấy. Một cục. Hai cục. Ok. À, sửa thành công rồi. Hên là đúng thiếu rồi, gọi là hai cục sắt luôn á, nấu nhanh. Ê, gì vậy?
Đó, nạp đạn em ơi. Mày hả mày? Xỉu đi em ơi. Xỉu giùm anh cái đi. Ui, sao lúc này là sell game nhờ? Quay khó chịu quá. Các bạn thấy, các bạn để ý không? Nãy giờ mà lúc nó quay quay vậy, các bạn nghĩ là nó chạy ở ngoài, nó chạy được bao xa rồi? Mình không biết nữa, nhưng mình nghĩ là chắc chạy là xa dữ lắm luôn á. Ôm nhắm luôn nè, nhắm góc nhìn thứ nhất luôn. Mày hả bưởi, bắn vô cái đầu nó nha. Otides này thì nó gọi là màu nâu đất đó. Đó, màu nâu kiểu như sen đẹp rồi xong đi đi đời. Cuối cùng cũng chịu ngất hả mày. Mày phải đợi biết tao tốn biết bao nhiêu công sức mới có thể gọi là tem được mày không hả? Hãy dục X10 vô này, sứa nè. Tạm thời thì mình chưa đúc cho nó ăn đâu, để cho nó đói đi. Mình có nên ngủ một giấc rồi mình dậy để mình tem nó không nhờ? Mình nghĩ là mình nên làm như thế. Tại vì con Red này thì nó tuột cái turbo khá là lâu, chứ không phải là gọi là nó ấy lâu lắm. Mình nghĩ là mình làm một cái túi ngủ như thế này thôi, ngủ 4 tiếng thôi. Chúng ta chỉ cần ngủ 4 tiếng là được rồi. Nhưng mà hiện tại thì mặt trời còn đang rất là chói, vì thế cho chưa ngủ được. Mới có 6 giờ mấy, 7 giờ thôi, chưa ngủ được. Ok, nếu mà muốn tem nhanh thì chúng ta sử dụng cách đó thôi, chứ không còn cách nào khác nữa. Mình nghĩ là đợi một tí xíu thì trời sẽ tối thôi, ngay thôi mày. Khoảng 10 giờ là trời tối. Bay qua bên đây chọc phá đồ chơi. À đúng rồi, mà mình bên đây mình có con Cybertooth mà. Con Cybertooth là cái con mà đã đồng hành cùng với mình là ở series sống trên đảo ăn thịt đấy. À, các bạn nào mà chưa xem series đó thì các bạn có thể là rồi cái yên nó đâu. Ôi trong người nó vẫn còn thịt này. Tập chạy đi em. Thú của mình là phải gọi là nhanh nhẹn, chạy phải gọi là đỉnh cao. Vẫn chưa cho ngủ nhờ. Ngủ đi, để cho trong thời gian mình ngủ thì nó sẽ đói ấy, nó sẽ ăn nhanh hơn rất là nhiều. Mà bao nhiêu cái này có đủ không ta? Không đủ là tiêu luôn ấy. Thôi mình đi săn thịt trước đi. Săn thịt trước đi các bạn ạ. Săn một tí thịt mới được. Mà ổng. Bốn cái keyboard này mà không đủ là tiêu luôn ấy. Săn thêm một tí thịt có gì phòng hờ mới được. Mình sợ khi mà nó ngủ dậy nó ăn 4 cái keyboard mà không tem thành công á, cái điểm nó tụt rất là nhanh luôn. Đây kinh nghiệm nha. Mày bay lại đây là mày chết á. Ui, level 200 này. Tao nói rồi, chưa kịp bay lại đây là mày chết thôi. Không nghe. Một miếng thịt đùi, hai thịt đùi luôn kìa. Chơi chưa?
lùi luôn. Nhưng mà một tí thì hư thôi, để trong người mình thì hư chắc rồi. Săn thêm con này nữa. Hai phát. Thấy không, cái con level thấp này là mình có thịt đùi. Đấy, miếng thịt đùi nó gần hư rồi kìa. Chúng ta muốn tem nhanh thì chúng ta chỉ có đoạn có con đường là để ngủ, để mà ngủ mà đi thôi. Rồi các bạn thấy cái turbo nó thuộc rất là chậm luôn. Cho ngủ chưa vậy? Bây giờ ngủ được rồi. Đấy, ngủ 4 tiếng. Ok, giờ là khuya rồi đó. Ngủ bây giờ là khuya rồi đấy. Đấy, bây giờ được rồi nè. Ăn em ơi. Kêu bộ dục vô nè. 44 88. Ôi, còn cái cuối cùng đang chạy hả? À ha, vậy là đủ rồi, ba cái keyboard thôi các bạn ạ. Ba cái keyboard với một cái X10 thôi là đủ rồi. Đấy, đang lên điểm. Đây, cộng bao nhiêu level nha? Cộng thêm 139 level nữa. Wow, cho 140 đi. 140 vậy là sẽ level là sẽ làm bao nhiêu nhỏ, 420 hả? Wow, kinh đấy. 400 chính xác là 419. Ok, máu 16k, ngon lành chưa? Ngon lành chưa các bạn? Đây, để xem đam đủng như thế nào. Đam 570. Đấy. À, 2k8 stamina. Ok, cũng ổn phết đấy nhờ. Vâng, và đây là con pet đầu tiên của mình, có thể nói là khá là mạnh sau con sói các bạn ạ. Thì rất là vui khi đã có được một em T-Rex khủng long bầu chúa đồng cùng đồng hành với mình. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào video clip tiếp theo nha. Bye bye và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Nhớ để lại cho mình một like cũng như đăng ký channel để ủng hộ mình. Xin chào tất cả các bạn.